Vậy là trận đấu bắt đầu. Đây là lượt trận thi đấu thứ 3 hạng 59kg, trận thi đấu thứ 64 giữa Nguyễn Bích Du trang phục đỏ của Hà Nội và Đặng Mây Linh trang phục xanh của Lào Cai. Một đòn đánh rất hay của Nguyễn Bích Du nhưng trọng tài đã xua tay, chưa có điểm cho vận động viên Nguyễn Bích Du ở tình huống vừa rồi. Một đòn dắt của Bích Du nhưng có lẽ trọng tài đã không công nhận đòn đánh kỹ thuật này. Một vận động viên có cái tên rất lạ, rất xinh đẹp của Lào Cai đang xuất hiện trên màn hình quý vị các bạn, Đặng Mây Linh. Tôi thì quen Mai Linh rồi, Mây Linh nghe rất lạ. Đã có một điểm ở tình huống vừa rồi, có lẽ trọng tài đã công nhận đòn đánh kỹ thuật vừa rồi là một đòn zone. Hai điểm tiếp theo cho Bích Du. Vậy là điểm số lúc này đang là 5-0 rồi. Bích Du đang thực hiện một đòn cuốn. Đòn đánh diễn ra sau tiếng còi của trọng tài. Một đòn đánh hơi chậm so với tiếng còi của trọng tài Mẫn Ba Xuân ở tình huống vừa rồi. Còi Mẫn Ba Xuân của chúng ta cũng là một thần tượng, một tượng đài của làng vật Nam Việt Nam. Điểm số ở trận thi đấu này đang là 5-0 nghiêng về Nguyễn Bích Du trong phục đỏ của tuyển nữ Hà Nội. Một miếng sườn không thành công. Bích Du chúng ta định thực hiện miếng sườn như không thể qua được Đặng Mây Linh. Đặng Mây Linh có một pha sang sau. Như vậy là Đặng Mây Linh đã có điểm số đầu tiên ở trận đấu này. Tỷ số trận đấu đang là 5-2 nghiêng về Bích Du. Trận đấu tiếp tục. Tài thảm ở trận đấu này là ông Mẫn Ma Xuân, biên thuộc biên chế của đoàn thể thao quân đội. Mẫn Ma Xuân hiện nay đang là chủ nhiệm bộ môn vật của đoàn quân đội, trung tâm thể thao quân đội. Một tượng đài vật của chúng ta. Như vậy là hai điểm cho Bích Du. Bích Du rất khôn ngoan, mượn đòn của đối thủ và đẩy đối thủ ra ngoài vòng zone. Một vận động viên trẻ với kinh nghiệm và sự thi đấu rất già dơ của Bích Du. Điểm số này đang là 6-2 cho Bích Du. Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều. Thời gian thi đấu của hiệp 1 đã hết. Hai vận động viên của chúng ta tạm nghỉ 30 giây. Anh em uống nước nhanh tay để tiếp tục quay lại theo dõi hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu này. Và anh em hãy đừng quên bấm like share để chia sẻ video để mọi người cùng được xem, lan tỏa bộ môn vật đến mọi miền của đất nước. Và đừng quên đăng ký kênh, rung chuông để đồng hành cùng chúng tôi. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đây là hình ảnh Đặng Mây Linh của Lào Cai.
một nữ đôi trẻ xinh đẹp lần đầu tiên xuất hiện ở cúp câu lạc bộ quốc gia. Hiệp thi đấu thứ hai đã bắt đầu rồi. Hy vọng rằng ở hiệp đấu này, một pha bốc một của Bích Du. Hy vọng đây là một hiệp đấu bùng nổ với cả hai nữ đôi trẻ chúng ta. Bích Du của chúng ta cũng đã từng tham gia đội tuyển trẻ tham dự giải vật vô địch châu Á hồi năm 2023. Bích Du đang có một đòn khóa rất hiểm và sang sau. Hai điểm cho Bích Du ở pha sang sau vừa rồi, một đòn cuốn. Như vậy là không qua được Mây Linh, một nữ đô trẻ đến từ Lào Cai. Mây Linh cũng thoát miếng rất nhanh ở tình huống vừa rồi và thực hiện một pha phản đòn. Điểm số lúc này đang là 8-2 cho Nguyễn Bích Du và Hà Nội trang phục đỏ. Mây Linh đang thực hiện một pha tì đè. Chưa có hiệu quả ở đòn đánh vừa rồi. Mây Linh cẩn thận ở đòn đánh này. Như vậy là không có miếng đánh tiếp theo. Hai vận động viên tiếp tục thi đấu ở tư thế đứng. Như vậy là Mẫn Ba Xuân, trọng tài Mẫn Ba Xuân đã ra hiệu không có điểm số cho cả hai vận động viên ở đòn đánh trước đó. Thực hiện một đòn quăng, ngả quăng không được. Một pha tì đè rất khôn ngoan. Như vậy là Vinh Du đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Đặng Mây Linh của Lào Cai, một nữ đô trẻ xinh đẹp. Chúc mừng nữ đô xinh đẹp. Tiếp theo trận đấu số 6 nam hạng cân 62 kg.